chúng ta đến với trận chung kết thứ hai của Team Game TV. Vâng, để tôi đọc quân và các bạn trật tự, tôi đọc quân. Một Seng tới từ Hoàng Mai Nhi, một AC tới từ BB, một Greg tới từ Ehe và một Babylon tới từ game thủ VNLUB. Trong khi đó bên phía của Game TV thì đây là một màn hình máy Egypt của chim sẻ đi nắng. Màn hình máy Seng của Chip Boy. Màn hình máy của Babylon, như vậy là đều có một Babylon. Babylon của Hồng Anh và Babylon của game thủ VNLUB. Và cuối cùng No 1 là người cầm Hitty. Như vậy là quân ngang phèo. Không, khác biệt là Greg và một Hitty. Vâng, Egypt và AC thì cân nhau. Bên kia có một He cầm Greg, thì bên này có một No 1 cầm Hitty. Chip Boy cần phải dâng lờ để cho No 1 phú vàng, trong khi đó chim sẻ thì đang bơ vơ giữa biển trời. Ta mẹ cung. Chúng ta đến với Seng của game thủ Hello Chip Boy. Vâng, trận này thì anh Việt hóa rồi, nhưng vẫn chậm dần như bình thường do xây nhà BE muộn. Chip Boy đánh, nếu mà Chip Boy mà đánh cung thì phải đẩy sớm và đẩy tất tay. Đánh theo kiểu đẩy sớm đẩy tất tay để cho game thủ No 1 khỏe, chứ cấm được phép thủ. Kể cả mất nhà rồi thì vẫn còn No 1 là chủ lực thì vẫn là tốt hơn, vì No 1 có thế khép vào mép tường và là người cầm Hitty. Đó là cách đánh nếu như Seng trận này chọn lối đánh cung, thì ép đời theo kiểu 25 dân thôi. Vâng, ép đời ít dân và lên sớm, đẩy 4 nhà BA sớm, sau đó bảo vâng chủ đề yếu để đẩy sớm để gây áp lực lên đối phương, làm cho game thủ No 1 có thể khỏe. Nếu mà bay thì đánh kiểu cung 2-3 dân của BB ấy. Chim sẻ đi nắng có hai voi và nhiều khả năng chim sẻ sẽ chém trận thi đấu này, lùa bầy hươu về với cánh rừng và đóng chiếc BS. Bầy hươu 7 dành cho game thủ chim sẻ. Sẻ luôn luôn là người mang sẽ sự yên tâm khi anh cầm chủ lực. Nhưng trận này sẻ sẽ chém để cho Hồng Anh, ngôi sao thứ hai, và No 1 hay Chip Boy là người đánh cung. Đây là màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy. Anh có một bãi quả phụ rồi, một voi được đưa về. Quả phụ đã đang mút. Trong khi đó đây là game thủ No 1. Vâng, bây giờ anh mới tìm thấy hai voi này, thêm một bầy hươu nữa. Em ăn hai quả đánh nhiều dân nhưng mà trâu lên. Quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ đi nắng trong trận thiếu này. Hai mươi ba dân tới từ chim sẻ nắng, và đây là thêm một bầy hươu dành cho chim sẻ. Rất nhiều những con hươu đang xác hươu đang dở, và thực đang là điều mà chim sẻ cần phải lo lắng khi mà anh không có quả phụ trong trận thi đấu này. Sẽ bị ken cây gỗ 75 vào cây vào trong chiếc BB này. Chim sẻ bỏ nhà, vâng, nhìn như vẫn ken nhưng mà như không vào được thì phải. Một tình huống hơi ảo. No 1 26 dân và đang tìm cách để bo bế nhà cửa của mình. Đóng A ở cái chỗ nào đây ông rời. Vâng, vừa khít luôn cái BM cho dân ra luôn. C
sẽ là BM và BA dành cho game thủ nô 1, Hitty đánh cung. Đây là BA. Màu 2 và màu 3 không lên đời bên phía của team Liên Quân. Màu 2 là Greek, còn màu 3 là Babylon. Chỉ có Seng và AC lên đời thôi. Đó là BB và Hoàng Mai Nhi. Rồi, bài nô 1 ổn. Bài của Chip Boy thì sao? Vâng, rất... Vâng, khi mà tôi khuyên rằng là Chip Boy đánh ít dân thì anh ta vã thẳng 27 dân. Seng của Hoàng Mai Nhi. Như vậy là chim sẻ gặp Seng, và Seng là người dâng 2L cạnh nhà chim sẻ đi nắng và đang chọc vào bãi vàng của chim sẻ. Rất nguy hiểm ở chim sẻ trong tình huống này. Một tình huống mà tỷ lệ mà anh ta fit là cực kỳ cao. Lên đời xong, đủ gỗ để đập phù, nhưng chim sẻ lựa chọn nâng bánh xe trước. Vâng, tôi thì fit. Có một tê công lên của Acidian. Như vậy chim sẻ về với biển đảo rồi. Không ăn được vàng. Seng AC rất khỏe. Cung tê của Acidian đã có giáp. Chim sẻ chuyển sang chế độ đánh hôn mã. Cho 900 gỗ nào. Một ít gỗ lẻ dành cho chim sẻ. Một tẹo gỗ lẻ để đóng chiếc BS thôi. Seng lao vào nhà Hồng Anh với hai con lạc đà. Nô 1 cánh bên này và Chip Boy có lẽ vẫn sẽ ổn. Nhưng trận này, vâng, trận này nhiều khả năng là game thủ cầm Seng Hoàng Mai Nhi sẽ cân đôi, cân cả chim sẻ và cả Hồng Anh luôn. Hồng Anh đang gặp khó. Hồng Anh đang bị mài kiếm ở các địa chỉ làm ăn của mình. Nhiều dân sửa hơn nếu không nổ bây giờ. Tôi cũng là đầu tiên sinh ra, tạm thời thủ được, giữ được dân, vậy là ổn. Chim sẻ chuyển sang chế độ đánh hôn mã. Tham 24 cũng giữ được dân, còn một bãi quả để ăn hoang. Nhưng có lẽ mà sống ở khu này thì BB sẽ nhảy ra và chơi chết ngay. BB là người cầm Acidian ở góc 9 giờ, cực khỏe. Chim sẻ nên vào chém người đi dâng L cầm Seng Hoàng Mai Nhi để giảm áp lực cho các đồng đội của mình. Nếu không thì các đồng đội trận này thì có lẽ là chỉ có bo bo thủ thủ ở nhà mình thôi. Khi mà Seng của Hoàng Mai Nhi đang rất đông. Cánh bên này thì Chip Boy đang đẩy lên nhà của... Vâng, như vậy đây là Babylon lên đời cực muộn của VLUB. Nhưng có người dâng L lên là Greek của E. Seng đang có tham lai 55/60, trong khi nô 1 có lẽ cũng đang là khoảng 4x rồi. Vâng, 47/60 ốp vào nhà A của game thủ VLUB. Ốp vào nhà màu 3 của game thủ VLUB không? Chim Boy chạy lên giữa nhà Hồng Anh, Chim Boy ngồi em ạ. VLUB đang thủ cái ốp quá nhỏ. Kệ người ta đi, nó một tập trung vào phát triển nhiều hơn đi. Tập trung và nâng chặt gấu 2 rồi phát triển trâu bò lên. Trong cái đó chim sẻ vẫn đang cần phải đi ôm bom được game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là người cầm Seng. Ây, vâng, nếu như Acidian mà đẩy thì ông anh rất khó đỡ. Nhà của nô 1 bị lọt, Y-Greek. Vâng, lại một bài của game thủ VLUB đâm mi vào nhà đánh cung. Nhưng đây là cung Hitty. Và nô 1 đang cố gắng chạy cối để mà thủ. Y-Greek. Vâng, rất vị dành cho game thủ E. Tham 55/72. Fireme này sẽ làm cho nô 1 rất mất tay. Và VLUB sẽ là người phát triển to trong cái hốc của mình. Vâng, một cái trận đánh nhiều cung quá. Hồng Anh đang bị Seng đẩy và cả Acidian đẩy. Chip Boy đang sang để có thể thủ cho game thủ Hồng Anh. Chip Boy tham 75 mà BB đẩy thằng Chip Boy. Hai nhà Y của Greek trước cửa nhà nô 1.
BB tiếp tục đẩy cung sang nhà của game thủ Chip Boy. Chip Boy cần phải tăng A đều lên. Tăng A đều lên em. Chặt gỗ và tăng A đều, sao bây giờ vẫn có 4 A này. Chim sẻ tham còn rất nhỏ, đang chui vào nhà Hồng Anh để có thể phát triển. Trong khi đó đây là No 1. Bây giờ thì No 1 lại bị game thủ Vên lớp ốp ngược. Một trận thi đấu rất hay của Greg trong tay EE. Nhưng No 1 chỉ là cung Babylon. Xin các bạn là vâng, nhưng game thủ Vên lớp chỉ là cung Babylon. Trong khi đó cung Hitty là của game thủ No 1. Phá bớt nhà BE để có thể di chuyển cung đào tốt hơn. Đây là chim sẻ nắng vẫn đang cố gắng ôm bom nhà Seng. Hồng Anh còn sống không khi mà Asirian sẽ là người đẩy cung từ đầu cho đến bây giờ. Tham này 52/104. Nhưng Asirian rất nhiều người đang ôm Chip Boy. Hồng Anh ở phía sau, lạc đà của Seng là rất đông. Chặt gỗ mới chỉ là 7-1 dành cho Hồng Anh. Hồng Anh đang bị bắt tân quân này. Đang bị bắt tân quân khi mà những con lạc đà của Seng là quá phũ phàng. Chip Boy là người nở tham, nhưng tham lai đang chỉ là 89/112. Đã có đầu máu chưa? Người bị ốp sẽ là Chip Boy. Chip Boy đang lùi quân để vâng, để cho những con lạc đà và cung R bị rơi vào thế của game thủ Chip Boy. Chip Boy sẽ đứng ở ngoài và đóng cửa và thả chó ra. Tình huống đóng cửa thả chó của game thủ Chip Boy. Những con lạc đà và những con cung R đã bị chết đi rất nhiều. Trong khi đó thì có sự xuất hiện luôn cả những con y. Những con y của Greg. Không ai chăn he à? Vâng, phút thứ 25 thì mới có người đánh Greg là như nào? No 1 Tam 54 vẫn đang rất vất vả với game thủ Vên lớp. Nhưng đây là một tên đi vòng để bắt quân của Vên lớp. Nhà No 1 có thể phát triển hơn do rất nhiều so với Vên lớp có một cái hốc còn. Một tên phải e không? No 1 giải e lấy ví dụ minh họa. Còn bây giờ đạo quân tiếp viện của anh mới tới nơi. Bắt được tân quân này. Vên lớp cũng đang gọi hội tới. Trong khi đó đây là màn hình máy của Hồng Anh. Tham Lai vọt lên 61/100. Với việc ba cung như này, xem BB đã đào vàng chưa? Asirian chưa đào. 50 dân và không đào vàng, như vậy quyết định đánh châu. Có lẽ Seng của game thủ Hoàng Minh Nhi sẽ là người Seng của Hoàng Minh Nhi sẽ là người hồi để lên đội 4. Còn đây là game thủ Chip Boy đang phối hợp với Hồng Anh để có thể bắt kích cung này của game thủ BB. Hai nhà y vẫn chưa bắn nổ à? Vâng, No 1 lại bị lủng một tân ruộng. Và bây giờ thì về lớp đẩy quân lên. Hey, có một trận đấu quá khó chịu và đánh thì thực sự là quá hay, chém cực kỳ hay. Nhưng bây giờ thì chim sẻ đã ăn được dân của game thủ cầm Greg chưa? Seng đang hồi, chim sẻ cũng đang hồi. Hồng Anh tam lai 62/100. AC đang ốp thẳng mặt vào nhà của game thủ Hồng Anh. Nhưng ông anh đang cố chống đỡ, có sự hiện của cả những con lạc đà Seng. Chip Boy đâu rồi? Tham Lai 1 lít và đang di chuyển sang. Như quân đi sang là quá ít dành cho game thủ, dành cho game thủ cầm Seng. Khó rồi, quân sang cứu ông anh quá chậm. Và chim sẻ sẽ chết chung với ông anh trong tơ này. No 1 để lùng quá nhiều. Vâng, nhà như một cái chuồng lợn. Mặc dù là nhà có thế cực kỳ kín, nhưng dãy hàng E anh không để cung R. Vì vậy E đang làm cho No 1 phế trong trận thi đấu này. Tham Lai vẫn đang cân như No 1 vừa chết một tuần sâu. Chip Boy phải bơm đồ cho No 1 hồi lại.
cung tuyển của AC Dian BB cầm nó đang quá phũ phàng so với những cung thường. Chỉ có một cung hit bên này thì lại yếu rồi. Cung hit bị chăm sóc quá nhiều bởi game thủ Greg. Chip boy mà không đỡ cho No 1 thì No 1 phải bỏ nhà turn này. Hồng Anh timeline 72. Chim sẻ chỉ còn 27. Chip boy tham 124 trên 144. Vừa phải sản quân đề, vừa phải chủ động đào vàng dần đi. Đây là một thế trận mà lúc này Hoàng Anh Nhi đang hồi rất to rồi. Chip boy vẫn đang có tham lai to nhất trên bản đồ. Không được. Tên bị vẩy he. Chip boy cẩn thận, tên bị vẩy he. Chim sẻ lọt được vào nhà M1, một tên dân đau. Xeng lọt vào trên 12 giờ. Vâng, nhà Hồng Anh tại sao lại bị lủng như vậy? Chim sẻ lên quản ở giữa nhà Xeng và nhà của Acidia xem game thủ Hoàng Mai Nhi có hồi hay không. Đây là chip boy tha 152 trên 152. Acidia ốp Xeng một tôn cực to. Một tôn cực to. Cả màu 3 cũng đang ốp luôn. No 1 đang có một trận thi đấu mà anh ta đã không thể cân lại được. Game thủ cầm Babylon do bị Greg chém quá nhiều. Opa, bên lớp đang lao thẳng vào A của Chip Boy. Vâng, No 1 chết sâu luôn. Chết quá sâu. Chim rẻ tham 42 và đang cố làm giảm lực của game thủ BB. Hồng Anh timeline chỉ là 92 trên 96. Chip boy đang lùi quân để có thể đỡ được turn off quá to này của bên lớp. Bắt được turn này không? Bên kia có ai lên đời 4 không? Vậy e dành cho chip boy. Tiếp tục vậy e. Bơm thực cho các đồng đội hồi hay chip boy sẽ lên 4. Vâng, tiếp tục là AC Diano. Sẻ đang bị quản mà Hồng Anh lại không cứu được sẻ trong tơn này. Vâng, làm ăn trong nhà Hồng Anh mà như thể làm ăn trong nhà của Ehe vậy. Cùng xem tơn đối nhà của game thủ Hello Chip Boy khi mà AC Dian đẩy tổng tốc vào nhà của Chip Boy rồi. Timeline của Chip Boy vẫn đang là 126 trên 132. Lần lượt bắt quân. Sóc quân đều đi Chip Boy. Xây nhiều nhà nữa đẩy đầy ba luôn cũng được. BB đã đào vàng chưa? Xem timeline đi No 1. Chim sẻ tham 37. Xin lỗi, tham 32 và sẽ hồi tặng lên đời 4. Bây giờ thì không cần vậy. Nếu ốp là BB nó ốp ngược đấy. Timeline 105 trên 116 của Hồng Anh. Chip Boy ốp game thủ tên lớp, còn Hồng Anh thủ nhà cho game thủ Chip Boy. Một mình Chip Boy ốp là đủ rồi. Hồng Anh chủ động để ở nhà, quân để ở nhà để thủ game thủ BB đẩy lên. Chặn hết các... Chip Boy tham 171. BB rất nhỏ, trong khi không hiểu sao lại nhỏ như vậy. Trong khi bên lớp mới là người to nhất của Liên Quân. Tham lai đang đè 6 hố với các game thủ bên phía Game TV bằng cách đánh châu quân ở trận thi đấu này. Chip Boy ốp tất tay tên này đi. Hồng Anh thủ nhà cho em rồi. Tất tay. Không ai đánh Chip Boy đâu, tất sạch lên. Chim sẻ là người được đẩy lên 4.
50 dân rồi ấy. Đập ca. Chip Boy bơm cả vàng cho chim sẻ đi. Vâng, tiếp tục là những kích cung R để ốp người lên 4, game thủ bên lớp đọc tham là chuẩn xác. Tiếp tục đẩy vào. Hồng Anh ấy thủ nhà cho Chip Boy khi mà BB đẩy lên trên. Chip Boy đẩy quân ở nhà mình. Mọi người nói thôi em ơi. Mất tương đối nhiều ruộng đối với game thủ Chip Boy. Chip Boy tham 170. Vên lớp đã lên 4 xong. BB đang sang cứu cho vên lớp. BB cứu tất tay. Hồng Anh đẩy đi em. Hồng Anh đẩy. Hồng Anh đẩy nhà BB. Hồng Anh đẩy nhà BB. Chim sẻ tam 62/72. Vẫn bị lủng nhà. Tham 63. Tham lại đang để ngược trở lại cho các game thủ bên phía team của Liên Quân trong trận thi đấu này. Chờ đạp, vâng, chờ đạp đôi của chim sẻ đi nắng để tạo ra sự khác biệt. Chim sẻ lên 4 xong và đang xây lờ. Đừng xây lờ cao ấy. Hai kích ruộng của chim sẻ lực là cực khỏe. Nhưng vẫn chưa lên 4 xong. Chip Boy để lùng một tên ruộng quá đầu khi vào. Và bây giờ anh đang bị đẩy ngược bởi game thủ phiên lớp với những con hot. Màu 1 và màu 3 đang đẩy sang nhà Chip Boy. Chim sẻ cần phải có đạp đôi thật nhanh. Và Chip Boy cũng như là Hồng Anh phải đỡ tên này thật dẻo. Cả cung R Asidian và cả game thủ màu 3 đang đẩy lên. Hồng Anh đang cố gắng thủ được tên nhà L, nhưng BB vẫn đang rất đông. Và tiếp tục là một tên móc máy tới từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, cung R Asidian và cung R Babylon là sự khác biệt quá lớn của Hồng Anh và BB trong tình huống đấu quân này. Lại tiếp tục bị đẩy lùng. Chim sẻ đang có mười mấy con dân trong nhà chính khu vực ruộng. Chip Boy tha 115 và đang phải đỡ rất vất vả trước một viên lớp đã có hot. Có đạp đôi dành cho chim sẻ đi nắng và có thể thủ được nhà tên này. Tạm thời thì phải thủ được nhà tên này đã. Sau đó tính tiếp. Hồng Anh phải là người bắt lạc đà của Hoàng Mai Nhi. Trong khi đó thì game thủ chim sẻ bắt hết cung R Asidian của BB. Chỉ cần nâng công thôi, không cần phải nâng thủ trong tình huống này. Bơm vàng cho ai đó đi. Lâu một sóc dân được đến bao giờ rồi? No 1 timeline là 36. Sóc dân nhiều rồi em ơi. Chip Boy timeline là 100 tròn. Do đấu quân quá mạnh với Vên Lớp, và Vên Lớp đang ốp nhà BA của game thủ Chip Boy. Chip Boy sóc cung R ra. Đạp đôi của Egypt đã bắt đầu tới rồi.
Đạp đôi Zip sẽ là sự khác biệt rất lớn trong thế trận này. M1 đã lên bố chưa? Đẩy lên bố chưa? Đẩy nhà M1. Đừng ai nói ở ngoài. Đẩy nhà M1 trước sẽ ơi. Không phải đánh nhà M3 đâu, đẩy nhà M1 trước. Không, đánh nó khó em. Đẩy đấm 1 để cho nó Hồng Anh nó khỏe này. Vâng, timeline 150 của chim sẻ đi nắng. Và khi mà chim sẻ được cầm đạp đôi rồi, chúng ta đang chờ đợi chim sẻ thể hiện khả năng đẩy đạp đôi của mình. Và bây giờ sẽ là phải đẩy nhà M1 trước. Hồng Anh timeline 66, cần phải đẩy nhà M1. Trong khi đó Chip Boy đang có tham 103 và vẫn đang đỡ nhà. Tham lại vẫn đang ổn. Vâng, tham lại 162 của chim sẻ. Bây giờ thì đẩy vào nhà mùa 1. Bây giờ đẩy đạp đôi rất dễ thôi. Các cơ sở làm ăn của nhà mùa 1. Vâng, các cơ sở làm ăn của nhà mùa 1 bây giờ đã toang hoác hết rồi. Đẩy một kích đạp đôi có thể, vâng, để ngược trở lại tham lai. Không đẩy nhà mùa 3 của VNLOP thiêu hot. Vâng, thiêu đạp đôi và hot để làm cái gì cả. Đẩy nhà mùa 1 để lấy lại cái tham lai trước. Hồng Anh vừa bị mất một tuần dân quá đau. Tham lai chỉ là 7x. Trong khi đó thì đây là màn hình máy của chim sẻ. Chim sẻ sẽ đẩy vào nhà mùa 1. Acidian bắn mặc dù rát thật đấy, nhưng đây là đạp đôi của Egypt. Và khi đạp đôi của Egypt đã tràn lên bản đồ rồi thì khỏi cần phải nghĩ. 9 cộng 7 là đủ khi bên kia chưa có đạp đôi và chưa có cái gì cần phải đến giáp 2 cộng 6 cả. Đẩy làm lùng hết ruộng của BB đi. Bơm đồ cho ông anh lên bố đánh hot. Chim sẻ cần phải thả đạp đôi trên bản đồ. Thả đạp đôi vào góc nhà của Seng cũ. Thả đạp đôi thật nhanh, nếu không Seng sẽ lên 4 ngay sau đây. Chim sẻ đang có rất nhiều gỗ và vàng. Ai cần vàng bảo chim sẻ. Sẻ ơi em ơi, sẻ ơi. Sẻ ơi, thả đạp đôi vào nhà màu 4 đi em. Thằng Chip Boy lên 4 nào. Sẻ bơm đồ đi. Chip Boy đồ hết đồ ra đây. Không, sẻ bơm đồ cho Chip Boy luôn đi. Bơm một tơn là lên em ơi. Vâng, màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng tham sắp mít rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là phải thả đạp đôi chuẩn, nếu không Hoàng Mai Nhi đã 80 dân ở thời điểm này. Quan trọng nhất là những pha thả đạp đôi của chim sẻ ở thời điểm quan trọng này, trước khi mà Hitty của No 1 hồi lại, trước khi mà Chip Boy sang lên được 4 và trước khi ông anh Babylon lên được 4. No 1 ngồi sóc dân đi em. Chim sẻ đi nắng, chúng ta đến với màn hình máy của chim sẻ. Anh ta đang giải những nhà BL khắp trên bản đồ khi timeline đã gần mid. Timeline 172. Né như con cung R ra. Không, bây giờ thì chim sẻ đang đẩy luôn. BB châu cung R và timeline cũng đang rất to rồi. Chip Boy đã kích 4, Hồng Anh đã kích 4. Quan trọng là thả vào nhà màu 4. Bản đồ giữa màu 4 cả màu 1 chim ơi. Tôn gì nào. Đánh đầy 4 và chim sẻ cần thể hiện được bản lĩnh của mình. Sang lên 4 xong. Công cả vào ruộng của game thủ E. Những pha đạp rất hay của chim sẻ đi nắng. Anh ăn được rất nhiều dân. Nhà đạp đôi của Seng, thích cái ốp của nhà đạp đôi của Seng cũng được để bắt AC phải sang cứu, không đẩy được Hồng Anh ở thời điểm này. Dân của thằng Chipboy chết mỏ gỗ kìa. Đây là rất nhiều hot tới từ game thủ về lớp, nhưng đây chỉ là hot của Babylon, không phải là hot của một quân có khả năng lên giáp 6 và có hot thần. 3.500 gỗ là gỗ của chim sẻ.
Chip Boy đã có tham lai 120 và đã bắt đầu xây nhà đạp đạp đôi của mình. Đừng bao giờ để lủng nhà. Không, em phải bơm, em đẩy tam lên 200 đi. Hồng Anh cũng sẽ lên tam 2 lít trong tình huống này. No 1 đang sốc dần lại và lên đề 4 đánh đạp đôi. Hồng Anh tam lai 136 và đã có hot rồi. Lưu dần cái bản đồ. Lưu dần cái bản đồ nhanh lên. Bây giờ chim sẻ bộ hai kích vào đẩy luôn là một đi chim ơi. Bên mình ai có con rồi. Em đánh chết là một đi. Vâng, chim sẻ nắng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, càn quét các nhà, làm giảm lực, lấy tam lai để cho các đồng đội lên 4, sang lên 4 rồi. Và bây giờ sẽ đẩy chân lực nhà màu 1 của game thủ BB. Cùng đờ Acidian đã lên đến tam khoảng lít rưỡi hoặc lít 8 rồi. Thế nhưng bây giờ thì đây là đạp đôi của Egypt dành cho game thủ chim sẻ. Đạp đôi zip là rất khủng khiếp, tam lai đã mít rồi. Có đạp đôi xiang. Game thủ Hồng Anh cần phải thả hót để bảo kê cho chim sẻ đi đẩy. Và tỷ số là rút, vâng tỷ số là 2-2 trong trận thi đấu này. Rất vất vả và căng thẳng. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết của trận đấu thứ hai sau một ít phút nghỉ ngơi. Một trận thi đấu tốn sức. Thank you.